Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài số 6, dự án bữa ăn kết nối yêu thương. Sau khi học xong bài này, các em sẽ thứ nhất là thiết kế được thực đơn của một bữa ăn hợp lý cho gia đình. Đó là tính toán sơ bộ được dinh dưỡng và chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình. Nhiều bữa ăn gia đình không chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp con người sống khỏe mạnh mà còn chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về sự sum họp, là khoảnh khắc kết nối yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Thứ nhất là phần nhiệm vụ của bài là thiết kế thực đơn bữa ăn hợp lý cho gia đình. Thế là tính toán nhu cầu dinh dưỡng và chi phí tài chính cho gia đình, cho một bữa ăn. Và đây là tiến trình thực hiện. Bước 1. Tìm hiểu về nhu cầu dinh dưỡng của các thành viên trong gia đình. Nhìn tham khảo thông tin trong bảng 6.1 và trình bày theo mẫu dưới đây. Những cái mẫu dưới đây gồm có thành viên. Như thành viên chúng ta, gia đình chúng ta gồm những bố, mẹ, ông, bà, anh, chị em, bản thân các em nữa. Và là giới tính. Giới tính của các thành viên đó. Thứ ba là độ tuổi các thành viên. Thứ tư là nhu cầu dinh dưỡng của các thành viên trong một ngày. Chúng ta dựa vào bảng 6.1. Đây là bảng 6.1. Nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt Nam trong một ngày để đảm bảo hoạt động mức độ bình thường, được tính bằng đơn vị kilocalo. Từ 0 đến 2 tháng tuổi, 3 đến 5 tháng, 6 đến 8 tháng, vân vân, cho đến trên 60 tuổi là nhu cầu của nam, của nữ. Từ lứa tuổi 0 tuổi đến 2 tháng tuổi đến 12 tuổi là nhu cầu nam nữ giống nhau. Từ 13 tuổi trở đi thì nhu cầu của nam và nữ là khác nhau. Nội dung bản này là dựa vào nguồn của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Như kilo calo là gì? Là đơn vị đo lường năng lượng và được viết tắt là KCAL. Bảng 6.1 đây là nhu cầu dinh dưỡng. Những con số này là ví dụ như là nhu cầu dinh dưỡng của trẻ bé sơ sinh từ 0 đến 2 tháng tuổi là 405 kilocalo. Còn là đối với cái tuổi các em từ 13 đến 15, đối với nam là 2650 kilocalo, nữ là 2205 kilocalo. Những kilocalo đó là một đơn vị tính năng lượng. Bước thứ hai là tính tổng nhu cầu dinh dưỡng của các thành viên trong gia đình cho một bữa ăn, giả định bằng 1/3 nhu cầu của dinh dưỡng cả ngày. Điều này có nghĩa là một ngày chúng ta chia thành 3 bữa, chúng ta tính nhu cầu dinh dưỡng của một bữa ăn. Theo cái bảng nhu cầu dinh dưỡng của bảng 6.1, đó là nhu cầu dinh dưỡng của một ngày. Giờ chúng ta tính nhu cầu dinh dưỡng cho một bữa ăn, tức là chúng ta chia 3 cái nhu cầu dinh dưỡng ra. Ví dụ đây là từ 10 đến 12 tuổi là 2110, đây là nhu cầu một ngày. Nhu cầu một ngày. Như 1/3 của một bên, tức là một bên chúng ta lấy 2110 chia cho 3. Sẽ ra cái kilo calo trong một bên. Như các bước để xây dựng thực đơn nè, bước 1 lựa chọn món ăn. Thứ hai ước lượng khối lượng của mỗi món ăn. Bước 3 tính tổng giá trị dinh dưỡng của các món ăn trong thực đơn. Thứ tư là điều chỉnh khối lượng các món ăn để phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của gia đình. Bước 5 là hoàn thiện thực đơn. Như thực đơn là gì? Như thực đơn nó một bản liệt kê là các món ăn dự định sẽ được tổ chức trong một bữa ăn. Gồm các món gì? Bước 3 là tham khảo bảng 6.2 và hình 6.3. Xây dựng thực đơn cho một bên để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cả gia đình đã tính ở bước 2. Như trên đó. Như bảng 6.2 đó là thành phần dinh dưỡng tính trong 100g của một số loại thức ăn. Như một số loại thức ăn nè, ở bên cột 1 thứ nhất này. Như khối lượng sản phẩm đơn vị là gram. Và năng lượng kilocalo chứa trong cái khối lượng thức ăn đấy. Ví dụ như cơm trắng hay gạo, khối lượng thực phẩm đó gạo 100g gạo thì có chứa là 345 kilocalo.
100 gram bưởi có chứa 31 kilocalo. Kênh 6.3 đó là tháp dinh dưỡng hợp lý. Chúng ta nên ăn hạn chế dưới 300 gram muối, ăn ít dưới 500 gram đường, ăn mức độ ca là các chất béo, các chất béo, ăn vừa phải các thực phẩm có chứa chất đạm, giàu chất đạm, và ăn đủ đầy đủ các thực phẩm có chứa nhiều tinh bột, chất vitamin và khoáng, và ăn đầy đủ các thực phẩm rau củ quả và ngũ cốc có giàu tinh bột, và ăn đủ trung bình mỗi ngày là 12 kg thành lương thực, lương thực gồm có gạo, ngũ cốc, vân vân. Bước tư là làm danh sách các thực phẩm cần chuẩn bị, bao gồm thứ nhất là tên thực phẩm, thứ hai là khối lượng, giá tiền, thứ ba là giá tiền. Thì ví dụ như thứ nhất là chúng ta chọn gạo, thực phẩm là gạo, khối lượng là 100 gram, tiền là bao nhiêu tiền, ví dụ 7.000, đúng không? Từ đó có đưa ra các thực phẩm khác như rau củ quả, thịt cá, vân vân. Bước thứ năm là tính tổng chi phí cho một bữa ăn, thì tổng chi phí giá tiền của các loại thực phẩm trên bao nhiêu tiền. Và bước sáu, làm báo cáo kết quả của dự án học tập bữa ăn kết nối yêu thương. Báo cáo gồm có 5 phần như trên. Nhìn sau khi xem xong video này, các em có những góp ý và đặt câu hỏi gì về bài, hãy để lại bình luận ngay bên dưới video. Và đừng quên bấm thích, bấm đăng ký và bấm chuông để nhận thông báo khi có video mới đăng tải, và bấm chia sẻ video này với bạn bè. Và chúng ta chờ đón một video tiếp theo của bài giảng tiếp theo trong thời gian tới. Và xin chân thành cảm ơn đã xem video này, và đừng quên game bấm thích, bấm đăng ký, bấm chuông và bấm chia sẻ video này cùng với bạn bè. Bài giảng hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt. Chúc các em học tốt.